mua rồi thơm được 3-4 ngày, mùi thua nhang trầm ca ga. Mình không biết là bạn có mua cái đồ này bên mình hay không, nhưng mà mình khẳng định với bạn là nếu mà nói 3-4 ngày thì đấy là nói quá, đúng không? Cái thứ nhất là cái phôi gỗ này là phôi gỗ ngọc am đỏ. Và ngọc am đỏ khi mà trẻ ra những cái miếng như này thì cái mùi thơm của nó sẽ rất dậy mùi. Nó dậy mùi, nếu như bạn có nói quá đi chăng nữa, nó phải từ 15 đến 20 ngày nó mới hết. Xong điều kiện đấy là bạn phải phơi ra nắng, phơi ra gió để cho cái mùi này nó bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Và sau đó nó mới không còn cái mùi tinh dầu, không còn cái tinh dầu nó bám ở trong thớ gỗ, đúng không? Và cái thứ hai là thua nhang trầm. Nhang bạn nghiền ra và kết cấu của nó cháy từ trên xuống dưới, cho nên là bạn sẽ cảm thấy cái mùi thơm, nhưng mà thực tế là nó còn có cả những cái phụ liệu khác. Còn đây cái mùi này, cái mùi mà bạn đang ngửi trực tiếp ở tại cái vân gỗ như này, nó là cái thớ gỗ nó phả ra. Chính vì như thế cho nên là mỗi một mùi hương nó có một cái sự độc đáo khác nhau. Mùi ngọc am nó có cái độ cay, độ nồng và độ ấm. Mùi của cái nhang trầm ấy nó có cái mùi thanh, nhưng mà mỗi một loại nó có một cái đặc tính khác nhau, trên tùy vào sở thích. Còn lại thì nếu như mà các bạn thích cái mùi tự nhiên trẻ ra từ gỗ, ngửi trực tiếp từ cái gỗ tự nhiên như này, thì bạn có thể tham khảo cái dòng ngọc am đỏ Hà Giang như này nhá.